Sáng ngày 25 tháng 6, Ủy ban nhân dân xã Đĩnh Trì tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện thể dục theo gương Bác Hồ vĩ đại và ra quân tổng vệ sinh môi trường. Tới dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, các ban ngành đoàn thể của xã và đông đảo cán bộ nhân dân các thôn trên địa bàn. Tại buổi lễ, Ủy ban nhân dân xã đã kêu gọi các cơ quan đơn vị, các thôn và nhân dân tiếp tục hưởng ứng phong trào toàn dân tập luyện thể dục theo gương Bác Hồ vĩ đại, tổ chức các hoạt động ngày Chủ nhật xanh, tuyên truyền thực hiện hiệu quả các văn bản của các cấp về đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống rác thải nhựa, quản lý chất thải rắn, thực hiện thu gom phân loại, đổ rác thải sinh hoạt đúng giờ, đúng nơi quy định. Huy động toàn dân tham gia thực hiện phong trào ngày Chủ nhật xanh gắn với việc vận động toàn dân tập thể dục theo gương Bác Hồ vĩ đại và xác định đây là một trong những chỉ tiêu hàng tháng của các cơ quan, đơn vị, các thôn trên địa bàn. Sau lễ phát động đã diễn ra các hoạt động văn nghệ tại các nhà văn hóa thôn, đi xe đạp hưởng ứng tổng vệ sinh môi trường tại các ngã ba, ngã tư và các khu vực đất trống tồn đọng rác thải.